Xin chào cả nhà, chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về Hồ Văn Cường đó các bạn. Sau nhiều ngày mà dọn ra khỏi nhà của cố nghệ sĩ Phi Nhung á, thì Hồ Văn Cường bây giờ có cuộc sống ra sao sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Sau nhiều thời gian á mà chúng tôi tìm hiểu thì phát hiện á, cậu ấy đã gầy đi nhiều đến mức có thể gọi là suy dinh dưỡng luôn các bạn. Cụ thể nội dung như thế này: cuộc sống hiện tại của Hồ Văn Cường ở nhà thuê cấp 4 bị suy dinh dưỡng nặng. Hồ Văn Cường và bố mẹ đang ở trọ ở một căn nhà cấp 4 tại quận Gò Vấp. 18 tuổi nhưng cậu chỉ cao 1m56, nặng 46kg là bị suy dinh dưỡng. Sau khi rời công ty Phi Nhung, cuộc sống của Hồ Văn Cường như thế nào khiến không ít khán giả tò mò. Mới đây, đại diện công ty quản lý mới của giọng ca trẻ có tiết lộ về cuộc sống hiện tại của cậu. Cụ thể, khi chia sẻ với báo chí, người này cho biết Hồ Văn Cường và bố mẹ đang trọ tại một căn nhà cấp 4 trên địa bàn Gò Vấp. Trước đó đã có rất nhiều lời đề nghị hỗ trợ nhà ở tặng tiền từ nhiều doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân, thậm chí là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, song Cường đều từ chối. Bởi sao ồn ào với ekip của Phi Nhung, gia đình Cường không muốn thêm bất cứ mối quan hệ nào cho nhận nữa. Chỉ hợp tác nếu hai bên tôn trọng nhau và cùng nhau có lợi. Nói về việc học hành của Cường, người này tiết lộ cậu đang theo học ngành quản trị kinh doanh tại trường Đại học Hoa Sen. Do tình hình dịch bệnh nên còn phức tạp nên 3 tháng qua Cường học online tại nhà mà thôi. Vì học online nên Cường cũng có nhiều thời gian ở bên gia đình, cậu và bố mẹ về quê thường xuyên hơn. Họ đang sửa lại căn nhà cũ dưới quê, hư chỗ nào sửa chỗ đó chứ không có xây mới như mọi người vẫn đồn thổi. Sức khỏe của Cường khá yếu, 18 tuổi, cậu chỉ cao 1m56, nặng 46kg, bị suy dinh dưỡng nặng. Ngoài thời gian học tập, Cường cố gắng tập thêm thể thao và bồi bổ cho cơ thể khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó, giọng ca sinh năm 2003 cũng tích cực trau dồi thêm cho chất giọng hát của mình nữa. Người này còn cho biết thêm, hiện tại gia đình Cường đang dần ổn định lại tâm lý cũng như dần hòa hợp với cuộc sống. Họ có tiền tiết kiệm trước đó để lo chi phí sinh hoạt và học tập của Cường nên bố mẹ không đặt nặng vấn đề cậu phải chạy show để kiếm thêm thu nhập. Sắp tới, Hồ Văn Cường sẽ tham gia một vài chương trình biểu diễn nghệ thuật cùng với nhiều ca sĩ nổi tiếng khác. À, các bạn thấy không? Sau khi rời khỏi ca sĩ Phi Nhung giống như là quản lý mà Diễm Phạm á, thì Hồ Văn Cường bây giờ có cuộc sống thoải mái rồi. Hy vọng cậu ấy sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn qua một chương mới. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.